Rồi, hello nha anh em. Nay phép lên cái hết ở Đắc Ý nha anh em ơi. Ở Đắc Ý 211 đồ 108 Sporty nha anh em. Xe này đi đúng hồ 6.000 cây. Xe còn rất là đẹp. Bên em vẫn có người mẫu để mà quảng cáo xe cho anh em luôn nha. Hello người mẫu. Người mẫu tên gì thế? Hử? À hả? Tên Triệu Kim hả? Quay qua đây. À quay qua đây. Rồi, ok. Mắc cỡ. À chứ cái xe này thì Phép cũng đã tạm chốt với anh em ở Đồng Nai rồi. Một lời hứa là đáng giá ngàn vàng nha anh em. Như bà mà nói đó, hứa rồi là như đinh đóng cột. Chứ nhiều anh em gọi rất là nhiều, nhưng mà Phép đã hứa rồi, không có bán được. Xe này nó còn rất là mới nè, đầy đủ phụ kiện. Như đách vỏ nè bên kia. Đối với cái xe này thì cái giá Phép bán là 268 triệu thôi nha anh em. Đây đây, cắt vỏ đó. Tính là vậy là nó đầu 211 anh em nha, cái vỏ này nè. Tuần thứ tư là mới tháng đầu tiên nè. Ha. Tháng 1. Tuần thứ 1, tuần 2, 24 đúng rồi. Tuần 7 ngày. 24 28 là tháng đầu tiên. Ha, cốp chưa mở lên xem. Rất là mới luôn nha anh em. Anh em khách hàng thân thuộc bên Phép rất là vui. Có nhiều anh em rất là vui tính. Kêu Phép review cái xe này rồi là chạy thử luôn. Lên cầu 8.000 bẻ táo để em cóp để dành nhậu luôn. Em này cái tính là chiều, rất là chiều khách. Đối với khách hàng em là luôn luôn phục vụ, luôn luôn giúp đỡ và luôn luôn là kêu là chia sẻ. Bởi vì em rất hay làm những video chỉ anh em coi cái xe zin, xe không zin, rồi xe bắn dặm thế nào, rồi xe để lâu nó bụi lắm ha. Nè bụi nè, thấy không? Nhưng mà thôi, để như vậy cho nó phong trần luôn em, khỏi rửa. Luôn luôn chia sẻ, luôn luôn đồng hành cùng khách hàng mình nha anh em. Thì anh em biết rồi đó, trong quá trình phục vụ không thể nào tránh khỏi sơ suất đâu. Anh em làm nghề gì cũng vậy hết á, không có thể nào tuyệt đối 100% đâu. Ai mà dám vỗ ngực xưng tên rồi, tôi đây phục vụ khách hàng là anh em khách hàng của tôi tuyệt đối 100%, không nha anh em, không có được đó. Kiểu gì nên cũng phải có sơ suất hết á, ít nhiều lớn nhỏ. Bởi vì có gì đó mong anh em hết sức thông cảm, bỏ qua. Anh em mình vui vẻ, xe này không được thì xe khác. Ở đây buôn bán thì vẫn có sự đảm bảo cho anh em hết á. Bao chơi, bao đổi trả, bao quay đầu. Còn lỗ lã thì nó tùy theo dòng xe, tùy theo nguồn xe, tùy theo thể loại xe và tùy theo thời gian, thời điểm. Đấy. 211 anh em ha. Có những anh em thì nói chung là mỗi anh em mỗi tánh. Anh em đi ở xe của tôi, của anh A, anh B của anh đó, chốt rồi thì đem thì có quay, em được có chụp hình thì ok, Phép vẫn tôn trọng anh em, giữ cái quyền riêng tư cho anh em tuyệt đối, không có hình ảnh hay video nào hết. Còn những anh em rất là vui tính, Phép lôi xe anh ra review cho anh coi, đã nhớ anh ở xa quá chốt em nửa tháng anh chưa xuống lấy được, hoặc thế nào chưa gửi được đó, ok móc ra dứt review cho anh em xem rồi chạy thử trải nghiệm được. À, mình nổ máy tí xíu mình đi luôn nha anh em. Từ người tính này người tính nọ, kim xăng đang lên, xe đẹp quá nè mày, quá đẹp. Người thì mua xe rồi rất là kín đáo ha, không thích để lộ thông tin. Anh em nhiều khi thấy Phép review tổng hợp nè, cái anh em thấy ưng là anh em chốt rồi,
anh em chốt chuyển khoản, nhưng phi mình không hay, phi chuyển không biết ông nào chuyển diễn xe gì. Chuyển xong rồi bắt đầu là điện thoại kêu là đem cắt cho anh, đừng có quay phim chụp hình gì đó. Thì khách hàng là với anh em nói chung là mình phải hiểu nhau chứ, mỗi người mỗi tánh ý thì ok thôi. Cái đó là cái quyền lợi kêu là rất là bình thường và chính đáng của anh em, chứ không có gì hết á. Còn anh em kêu như anh em này kêu phép quay cho anh xem, vài bữa nó anh xuống nhậu với em, ok được thôi. Cái máy đặc ý mà nổ nè, rất là tuyệt vời nè ha. Máy đặc ý này khỏi phải nói rồi, quá là đẳng cấp, quá đẳng cấp luôn anh em ơi. Đẳng cấp là mãi mãi mà. Dặn lại dịch, dặn lại dịch nha, hơi thám nhẹ nhàng tuyệt vời. Ghé bẻ táo luôn nha anh, anh Hoàng Đồng Nai ơi. Những anh em khách của phép rất là tuyệt vời, anh em nào cũng ok vui vẻ thoải mái. Anh em mua cái xe nào cũng phản hồi, hoặc là những khi mua cái xe, những khi lỗi đâu đó mình không phát hiện không thấy được, hoặc là nói chung là về cảm nhận chạy không dữ mình, thì cũng alo phép ơi cho anh gửi lên xe đó nghe đồ, anh thấy máy đồ ngon mà áo rồi nó không có được ok, cho anh gửi lại anh đổi xe khác, hoặc là anh đổi xe khác vậy đó, thì ok vui vẻ anh em vui vẻ. Phép sẽ chuyển tiền hoàn tiền là đầy đủ cho anh em cần 100%, hoặc là anh em có thể đổi xe khác thì vẫn mãi muốn ủng hộ phép này, rất cảm ơn. Tiền bạc là phù du nha anh em, tình cảm là mãi mãi. Nhiều cái việc phép không có tiện nói, chỉ nói ra thì anh em sợ nói phép nhỏ tuổi này kia mà dạy đời dạy hướng dẫn này cái dạy đời gì đây kia đâu nha anh em, chứ thật ra nó nói là gì, cuộc sống thì nó vậy đó, lúc nào nó có cái lực hấp dẫn hết chứ đó, có dây thì có trả, có đi thì có lại, đó là điều kiện chạy im quá anh Hoàng ơi, quá tuyệt vời. Còn uy tín là còn hoài, bởi anh em xem anh em cứ đừng ngại, cứ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ em đó. Tại sao em cũng làm xe, anh em thấy làm xe được mừng, cũng ít có ai mà có lượt mà đăng ký hay là gọi là subscribe mà hơn trên 100.000 người lắm anh em, điều đó phép làm được, cái đó là chứng tỏ thời gian đó nè. Tuy nhiên là không thể nào mà tránh khỏi có những anh em không thích mình đâu. Mình đừng có nổ quá, đừng có tự hào quá, đừng có tự tin quá. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở phép suy nghĩ trong đầu phép là cái số người thích, yêu thích và mến phép nhiều hơn cái số người ghét phép là được, là ok, là hoàn thành. Bây giờ không có nói nhiều, bây giờ anh em thử tự xem cái bản thân của mình, có ai mà dám dỗ ngực xưng tên đó tao đây sống là 100% người yêu thích tao đó, không có đâu anh em, đừng có ảo tưởng sức mạnh nha anh em. Rồi, ở đây là khu vực quân sự sư đoàn 4 nha anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. Em thì gì đó quay xe này ghê đồ, dù khi có cái cảm hứng vô rồi kết hợp rồi nói thêm những vấn đề. Tại vì anh em biết rồi, mình ai cũng ở xa nhau chứ, phép chả biết anh em nào hết trơn. Kể cả anh em mua phép thì khi mấy chục chiếc xe không nhớ luôn, không bao giờ biết mặt. Và anh em cũng chẳng biết mặt phép đâu, chỉ biết phép qua cái những cái video, những cái kênh YouTube đó. Bởi vì thật ra mình phép cũng rất là hay bày tỏ, hay là nói những cái cảm nghĩ của mình, những cái
cái cách sống của mình, cái cách công việc, cái cách làm ăn của mình, để rất mong mà anh em hiểu. Những lời phép nói là toàn hoàn toàn thật anh, 100% hết, bởi vì anh em thương rất là thương. Còn anh em mà nào không thương thì chắc cũng tự tự sẽ thương thôi. Phải không anh em? Nói vậy đó, sống mà chạy đi. Ai ghét mình cũng cảm ơn, ai thương thương mình thì mình cũng cảm ơn. Anh em mua ủng hộ phép thì càng rất 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 cảm ơn. Thì giờ mua ở đâu cũng vậy thôi. Mà mua chỗ em thì nhìn khi xe cộ thì giá cả thì nói chung là không nhất định đâu. Em không giờ dám dỗ ngược sân trên là ở đây tôi bán xe là rẻ hơn thị trường, rẻ nhất, rẻ hơn, không bao giờ dám, không ai dám và cũng không ai dám. Cho kỹ chỉ cái là chất lượng theo cái giá tiền là có nha, chất lượng. Tại vì anh em biết là trên đời không có gì rẻ mà ngon hết á, anh em cũng kinh doanh anh em biết rồi đó. Cá lóc giá khác, cá điêu hồng giá khác, cá rô phi giá khác. Cá cha, cá dồ cá khác, thấy không? Cá chê lai cá khác. Chứ không thể nào mà có cái mà cá mẹ một lứa. Vui rồi chứ tánh phải con thầy đồ lên em. Vui lên thầy đồ lắm. Quá đẹp anh em. Chạy là đẳng cấp. Rồi ghé bẻ mấy trái táo nha. Xe này xăng quá trời nhiều luôn. Chiều nay tình hình nếu mà đi đá bóng về có bảo khỏe cho mình thì làm online dài lon sương sương nha anh em chuẩn bị bia mồi đi, mình nhậu online sương sương rồi. Rồi anh em nào có nhậu đó lại phép tạo cái group ở trong cái Zalo à, rồi cái đầu mình gọi video Zalo. Nhậu online rất là tuyệt vời. Rồi xuống bể táo nha anh Hoàng ơi, quá trời táo luôn, táo rừng không mà nó nhiều nè, trái em thấy không, nó chín trên cây nó đỏ trên luôn đó, đâu hay hái đâu à, 3-4 cây ở đằng kia cây nữa, như bên dốc cầu kia cây nữa, quá tuyệt vời luôn, còn gì bằng nữa. Cái mùa Tết và sau Tết này cái giá xe nó rất là lên nữa nè. Giá xe hầu như là nó lên đều hết. Xe cũ xe mới là dòng nào cũng gì. Đặc biệt là dòng ở rắc ý này. Rất là nhiều anh em lái xin chia phép. Kể cả người ta cần để nói người ta chia luôn cả cái giá cao hơn em bán cho anh em khách luôn. Thật sự nha em luôn. Nhưng mà phép đã hứa rồi. Thật ra không có bán được bởi vì cỡ nào cũng phải ưu tiên cho anh em hết, tại vì anh em quá trời đã tình cảm rồi, mua xe quá trời nhiều luôn. Rồi chắc phép phải nghe điện thoại cái nha anh em ơi. Chắc cũng kết thúc video đây, hẹn anh em trong video sau. Chúc anh em nhiều sức khỏe và thành đạt.